Cách đây 2 năm thầy đến đây thì đã có trình bày cái pháp tu mà qua cái trải nghiệm tu tập của thầy á, và thầy trình bày cái pháp tu này trên một cái bình diện là thực, tức là cái sự thực. Do đó đó, năm nay á thì thầy không lặp lại những cái điều mà thầy đã giảng cách đây 2 năm, nhưng mà trong bàn bạc, trong những cái buổi nói chuyện của chúng ta sắp tới, nội dung nó cũng vẫn là như vậy thôi, tức là chỉ ra cái thực mà mỗi người chúng ta đã sẵn có, làm sao để mình sống một cái đời sống cho đúng và tốt. Do đó đó, bây giờ thầy sẽ đặt một cái câu hỏi. Cái câu hỏi này đó thì là hồi nãy là thầy nói chuyện với chồng của Như Trung đó. Thì chồng Như Trung đâu rồi? Có thể ra đây để thầy ra đây ngồi để thầy nghe thầy nói cái đề tài mà hồi nãy đang nói dở. Hồi nãy con có đặt một câu hỏi, mà câu hỏi đó bây giờ thầy muốn là đặt câu hỏi đó lại để chúng ta thảo luận về cái đề tài này. Cái câu hỏi này á thì nó có liên quan đến vấn đề là đúng sai, xấu tốt, thiện ác. Làm thế nào để mà mình phân biệt được cái gì là đúng là sai, là thiện là ác, là xấu là tốt. Thì cái đề tài này nó liên quan đến một vấn đề mà bây giờ thầy đặt lại cái vấn đề đó lại một chút, là tu là gì? Bây giờ ai có thể trả lời giùm thầy, là cứ mọi người trả lời theo cái nhận thức của mình hiện tại đó, như thế nào đó thì cứ trả lời, đó là tu là gì? Có ai trả lời giùm thầy là tu là gì? Dạ con. Vâng. Tu là thưa thầy, tu con theo cái ý nghĩ của con đó là tu là mình phải sửa đổi. Tu là sửa đổi. Rồi. Dạ thì con cũng giống như vậy, chuyển hóa tham sân si và ngã. Chuyển hóa tham sân si. Và tu là sửa đổi. Còn ai có ý kiến gì? Con thêm một chút xíu nữa là sửa đổi, nhưng mà để trở về cái bản chất thật sự của mình, cái bản tính thật sự của mình. Vâng. Rồi, còn ai nữa? Cứ nói thật theo cái mà mình nghĩ, bởi vì á cái mà hay nhất á là mình điều chỉnh cái mà mình đang nhận thức sai. Chứ không phải là tu là mình đưa ra một cách này hay đưa ra một cách kia rồi bắt người ta phải theo, không phải như vậy. Mà tu là mình điều chỉnh những cái mà mình đang sai này, cho nên á cái câu trả lời của quý vị á thầy sẽ tổng kết lại để mà điều chỉnh lại từng cái câu trả lời. Nếu câu trả lời đó đúng thì thầy sẽ nói là đúng, còn câu trả lời đó sai thì thầy sẽ nói là sai. Và dựa trên cái gì mà mình nói đúng sai, xấu tốt? Cho nên tu là gì ấy, nó sẽ liên quan đến cái là cái gì đúng, cái gì sai, cái gì xấu, cái gì tốt, cái gì thiện, cái gì bất thiện. Thì cả ba cái câu trả lời vừa rồi đó là đúng, nhưng mà mình phải phân tích cho thật rõ thêm nữa. Bây giờ ai có ý kiến gì thêm mà cứ nói đi. Cứ nói theo cái quan điểm từ hồi trước giờ mà mình tu rồi mình làm gì đó, thì bây giờ cứ nói thôi. Dạ, cái con á thì con nghĩ rằng á, tu là để chuyển cái nghiệp của mình. Chuyển cái nghiệp. Chuyển nghiệp rồi, thêm ai nữa? Cứ nói đi, bởi vì á bây giờ mình giống như mình đến đây là giống như trong cái tinh thần hết sức là tự nhiên, thoải mái và như trong nhà. Tức là mình sẵn sàng để mà trao đổi, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên nó là đừng có ngại gì hết trơn, cứ nói thẳng ra. Mình nghĩ tu là gì thì cứ nói thẳng ra. Theo con nghĩ là tu là sửa đổi những cái gì nó không được tốt, trở thành tốt. Và trong cái tu là có thể là tiểu tu, trung tu và đại tu nữa. Rồi. Như vậy còn ai không? Còn ai có ý kiến gì nữa? Như vậy á, trong cái mà mình nói rằng là tu để sửa đổi á,
Tất nhiên là đã, nó mới phát sinh ra cái chuyện là đã sửa đổi thì phải sửa đổi từ sai đến đúng, phải không? Sửa đổi từ bất thiện đến thiện, sửa đổi từ xấu đến tốt, phải không? Như vậy á, thì bây giờ đặt một câu hỏi thứ hai. Đầu tiên là cái gì là đúng, cái gì là sai? Có khi nào mà mình đang đúng mà mình lại tu bớt thành sai không? Cái đó là nhiều á. Tự nhiên mình đang đúng cái tự nhiên mình tu nó thành sai luôn. Cho nên á, là mình phải là biết được cái gì đúng, cái gì sai mới được. Bây giờ ai trả lời dùng thầy là cái gì đúng, cái gì sai? Một á, là có một định nghĩa chung, hai là cho một ví dụ. Ai biết cái gì là đúng và cái gì là sai? Nếu mà mình thực sự mình chưa nhận thức ra được là cái gì đúng, cái gì sai đó, thì làm sao mà tu được, làm sao mà đổi là đổi ra cái gì? Mình... theo con thì cái nhìn mà theo chánh kiến là đúng, chánh kiến là đúng. Vâng. Chánh kiến là đúng, tà kiến là sai. Đó là một câu trả lời chính xác. Bây giờ cho một ví dụ. Ví dụ như cái vật trong cái vật vũ trụ này nó biến đổi, nó vô thường, và mình cho nó là thường, thì cái đó là sai. Rất chính xác. Hồi nãy giờ là đạo hữu đây là trả lời mấy câu đều đúng hết. Đó là khi người tu học mà có cái nhận thức như vậy là rất là tốt. Bây giờ thầy phân tích cái gì là đúng, cái gì là sai này. Có hai loại đúng sai. Một loại đúng sai gọi là đúng sai theo tục đế. Đúng sai theo tục đế có nghĩa là gì? Là cái đúng sai đó là do quy định của xã hội, hay là của gia đình, hay là của giữa hai người với nhau, hay là giữa hai công ty với nhau, giữa hai đối tác gì đó với nhau, thì cái này đó thì gọi là đúng sai theo tục đế, hay là đúng sai theo chế định. Trong Phật giáo đó, thì cái từ mà chế định này đó, tức là cái này là do mình đặt ra. Ví dụ như thế này, bây giờ là ở nước Úc chỉ đưa ra một số luật nào đó, thì cái người nào mà không tuân theo cái luật đó, đó thì là sai, còn mà tuân theo cái luật đó là đúng. Nhưng mà cái luật đó có thể là qua Việt Nam là khác. Ví dụ như ở đây đó, ở đây mình đi xe là lái bên tay trái, thì bên Việt Nam là lái bên tay phải. Thế thì nếu mình lái đúng ở đây thì nó lại sai đối với Việt Nam, mà đúng ở Việt Nam thì lại sai ở đây. Vì vậy cho nên là cái đúng cái sai này là cái đúng cái sai tương đối mà do con người đặt ra. Con người quy định như vậy, không làm theo quy định như vậy thì là sai. Thì có nhiều tôn giáo đó, họ đưa ra một số quy định. Quy định là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, và mình phải làm theo. Nếu mình không làm theo đúng thì là sai. Ví dụ như người đó theo cái tôn giáo đó, mà tôn giáo đó quy định thế này thế kia thì nói gì đó, mình không làm theo là mình sai. Nhưng mà cái sai cái đúng này đó là cái sai cái đúng tương đối. Có khi đúng với xã hội mà nó lại sai trên cái thực rốt ráo. Phải không ạ? Có những cái đúng với xã hội nhưng mà nó lại sai trên cái thực rốt ráo. Cái thực rốt ráo này đó thì gọi là chân đế. Chân đế tức là cái sự thật mà dựa trên cái nguyên lý vận hành thực sự của pháp, hay là sự dựa trên cái tánh tướng thể dụng thực sự của pháp, chứ không phải là theo cái quy định của mình. Ví dụ như thế này, bây giờ mình muốn chế trà uống, nhưng mà mình lại lấy một cục đá ở trong trong tủ lạnh ra, mình để dưới cái ấm nước ấy, thì nó có sôi được không? Không sôi được. Mình muốn nước sôi mà mình lấy nước đá mà nấu thì không thể nào sôi được. Vì vậy cho nên muốn nấu nước sôi thì phải là có lửa lên tới 100 độ
như vậy nước mới sôi. Thì cái định luật là lửa 100 độ thì nước mới sôi. Đó là cái định luật tự nhiên, cái nguyên lý tự nhiên trong vũ trụ. Cái mà nguyên lý tự nhiên trong vũ trụ, ví dụ như bây giờ lửa thì nóng, mà nước đá thì lạnh. Hay là một cái vật cứng, một vật cứng với là một vật mềm là nó khác nhau. Cái vật nóng và vật lạnh nó khác nhau. Thì cái đó là bản chất thực, hay là cái tánh tướng thể dụng thực của pháp. Thì bây giờ đúng sai có nghĩa là thế này: hễ mình làm đúng với cái bản chất tánh tướng thể dụng thực của pháp thì gọi là đúng, mà làm sai cái tánh tướng thể dụng thực của pháp thì gọi là sai. Phải vậy không? Mà cái điều này á thì nó liên hệ tới cái vô minh, liên hệ tới vô minh, liên hệ tới tham sân si, hay là vô minh ái dục. Là bởi vì thế này: nếu mình sáng suốt để biết rõ cái tánh tướng thể dụng của pháp như thế nào, và mình sống thuần theo với cái tánh tướng thể dụng đó của pháp thì là đúng. Còn nếu mình không biết đúng cái tánh tướng thể dụng của pháp mà mình sống ngược lại thì gọi là sai. Cho nên là bên bên đầu nho thì người ta nói là thuần thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Tức là thuần theo cái nguyên lý tự nhiên của vạn pháp thì tồn tại. Còn nếu mà không thuần theo cái nguyên lý tự nhiên của pháp thì là không tồn tại. Cái đúng sai ở đây là đúng, là đúng với quy luật của pháp, sai là sai với quy luật của pháp. Cho nên cái câu mà nói là thuần thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, có nghĩa là nếu mình làm đúng theo với nguyên lý của trời đất, hay là của vạn pháp, hay nói theo Đạo Thiên Chúa là của Thượng Đế, thì là tồn tại. Còn nếu như mình mà làm nghịch lại thì mình tự hủy diệt mình, hay là đem lại cái phiền não khổ đau cho chính mình. Thí dụ như bây giờ mình muốn, như hồi nãy đó, là như Trung là muốn cái phòng này cho mát, mà mở nhầm đi cái sưởi cho nên nó nóng thêm ra thì cái đó là sai đó. Nhưng mà bây giờ nếu như đây lạnh mà mình mở cái sưởi ra thì là đúng. Tức là nếu nó thuần theo với cái quy luật tự nhiên thì nó là đúng, mà mình làm ngược lại với quy luật tự nhiên gọi là sai. Thì cái quy luật tự nhiên này bên đạo Khổng gọi là thiên, bên đạo Phật gọi là pháp, bên đạo Thiên Chúa gọi là Thượng Đế. Mình nói như vậy để cho mình có cái cảm thông với nhau, chứ không thôi mình cứ nói là Thượng Đế là nói tầm bậy, còn nói pháp mới đúng, hay là nói thiên là không được. Nhưng mà chữ thiên đây là thiên nhiên. Chữ thiên trong đạo Khổng hay là trong đạo Lão đó, thì chữ thiên ở đây có nghĩa là thiên nhiên. Còn chữ pháp cũng vậy, chữ pháp cũng có nghĩa là thiên nhiên. Pháp là thực tại, tức là cái thực như nó đang là, đó là pháp. Hay là tự nhiên hay là thiên nhiên là gọi là pháp. Còn cái mà mình làm theo cái ý mình, làm theo cái tham sân si của mình thì cái đó là không phải là pháp, cái đó là nghịch lại với pháp. Cho nên đó, cái từ mà tham sân si đó, hay là từ tà kiến, nó có nghĩa là mình làm sai với cái nguyên lý của trời đất, của vũ trụ, của pháp. Vì vậy cho nên trong cái pháp tu mà thầy hướng dẫn đó, cái pháp tu đó là tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha. Tại sao mà tùy duyên thuần pháp? Thuần pháp mà tùy duyên. Tùy duyên tức là bây giờ mình muốn uống nước trà. Tùy duyên là vậy. Tùy duyên là bây giờ mình muốn uống nước trà thì phải là nấu nước cho sôi. Mà muốn nấu nước cho sôi thì phải là đúng cái định luật của nó, là phải có lửa nóng đến 100 độ thì nước mới sôi. Thành ra cái đó là tùy duyên. Hoặc là bây giờ tùy duyên như thế này: trời mưa mà mình muốn đi ra đường thì phải mặc áo mưa, cái đó là tùy duyên. Tùy duyên
tùy duyên, nhưng mà đúng với cái định luật của trời đất. Bởi vì á, hễ mưa thì ướt, mà mình không muốn ướt thì mình mặc áo mưa. Là vậy thôi. Như vậy là tùy duyên thuần pháp, mà cái nó gọi là đúng. Bây giờ mình không muốn ướt mà mình lại chạy ra ngoài mưa thì cái đó là sai. Bây giờ qua một cái lĩnh vực khác là thiện hay là ác. Cái thiện ác thì cũng có thể mình nói là xấu hay tốt. Xấu hay tốt, thiện hay ác, hay là thiện với bất thiện. Bây giờ từ cái đúng cái sai bước qua cái lĩnh vực thiện với bất thiện. Thiện là đúng mà bất thiện là sai. Đó là nói về phương diện đúng sai. Còn thiện với bất thiện á là làm sao bây giờ ai biết thế nào là thiện, thế nào là bất thiện? Mình làm sai với cái nguyên lý của trời đất, mình sai với cái nguyên lý của pháp thì cái đó là sai. Còn nếu mình làm đúng theo nguyên lý của pháp thì cái đó là đúng, là mọi người biết rồi, phải không? Còn một cái thứ hai nữa là cái đúng sai do quy định, như hồi nãy thầy nói đó, thì cũng phải theo cái quy định đó. Bởi vì nhiều khi thật ra mình đi ra ngoài đường mình muốn đi bên phải bên trái gì nữa, đối với cái quy luật trời đất thì không có sai gì cả. Quy luật trời đất là nếu có một cái người đang đi trước mặt thì mình tránh qua một bên, chẳng biết là bên phải bên trái gì hết, nghĩa là như vậy là theo quy luật trời đất. Nhưng mà bây giờ là cái quy định của mình ở đây là phải đi xe bên phía bên trái chứ không được đi bên phải. Thế thì bây giờ mình phải tuân theo cái luật lệ đó thì gọi là đúng. Cái đúng sai này thì nó lại không phải là một cái đúng sai mà tuyệt đối. Còn cái đúng sai mà của cái nguyên lý của trời đất thì cái đúng sai đó là tuyệt đối. Nhưng mà cái tuyệt đối ở đây đó cũng không phải tuyệt đối. Tuyệt đối nhưng mà nó lại tùy duyên thuần pháp. Chứ không phải tuyệt đối là nhất định là phải như vậy. Không có cái gì nhất định hết á. Ở trong chân đế đó, tức là trong cái đúng cái sai, cái đúng cái thật á, thì không có cái gì quy định nhất định cả, mà nó phải tuân theo với cái luật vô thường của cuộc sống. Cho nên hồi nãy đạo hữu này nói là ví dụ như là mọi cái đều là vô thường mà mình muốn thường là sai quy luật. Cái hoa này á, tùy theo lúc, ví dụ như mùa hè thì có thể là nó mình cắm là nó sẽ tàn sớm, nhưng mà mùa lành thì có thể là nó sẽ tàn chậm hơn. Tức là chậm hay là nhanh á, là do cái quy luật của trời đất, do nhiều điều kiện hợp lại. Do cái điều kiện hợp lại đó thì nó là như vậy. Nhưng mà bây giờ mình lại là muốn nó là cứ tồn tại mãi, cứ cắm đây là muốn cứ đẹp hoài vậy đó, thì là không thể nào được. Thì cái ý muốn đó là sai. Cái ý muốn được một điều gì đó mà nó không đúng với quy luật thì gọi là tham. Giả sử như bây giờ do mình ăn cái gì đó mà vô trong này là do mình ăn sai, do mình không biết đúng cái ăn cái gì thì nó vô nó thích hợp với mình chẳng hiểu gì cả, cho nên mình thấy ngon là mình cứ ăn vô cái bây giờ nó đau bụng thì là mình phải biết đau bụng là nó đau bụng như vậy thì mình phải bình tĩnh để mà làm sao cho nó hết đau bụng. Mà đôi lúc cái đau bụng này cái cơ thể mình nó cũng tự điều chỉnh được, nó tống ra cái mà mình ăn vô sai. Thế nhưng mà nghe đau bụng cái là mình muốn là dẹp cái đau bụng đi cho nhanh, cho nên hoặc là mình uống thuốc giảm đau để cho đừng đau, hoặc là mình uống thuốc vô để cho nó cầm lại. Nhưng mà cầm lại là có khi nó hại hơn, bởi vì thay vì phải sổ cho nó ra cho hết đi thì mình chịu khó một chút, chịu khó đau một chút. Nó đau bụng nhiều lắm, khi mình ăn sai mà vô mà trúng thực là nó đau, cái bụng nó đau ghê lắm. Nhưng mà đau kệ đó, tại vì mình sai mà, mình sai cho nên nó, bây giờ nó điều chỉnh lại. Cái mà đau bụng này chính là cái điều chỉnh lại. Thì bây giờ nó điều chỉnh lại nó mới tống ra hết. Tống ra hết thì lúc đó mình toát mồ hôi ra và nó đau quằn quằn. Nhưng mà thật ra đó, chính cái mà đau quằn quằn đó là cái định luật tự nhiên tống ra. Mình lại là uống thuốc cầm lại. Cái mà mình muốn nó chấm dứt nhanh theo ý mình, chứ không phải theo định luật tự nhiên, thì cái đó gọi là sân. Cái mà mình muốn nó tồn tại mãi,
chứ không muốn nó mất đi theo ý mình, thì cái đó là tham. Còn cái mình muốn chấm dứt cho lẽ, nhưng mà cái định luật của nó đang thể hiện định luật của nó để nó quân bình lại, mình lại phá hỏng cái định luật đó bằng cách xen cái sân của mình vào. Cho nên đó, cái đó lại gọi là tham sân. Nhưng mà vì sao lại tham sân? Tham sân si đó gọi là ái dục. Còn cái vô minh đó là do mình không đủ cái sáng suốt để mà thấy ra sự thật thì gọi là vô minh. Mình không đủ sáng suốt để biết là lúc đó đau bụng là do cái gì, rồi phải uống thuốc gì, hay là như thế nào mới là đúng. Cho nên nó mình cứ làm theo ý mình, muốn dẹp nó đi cho nhanh thì là sân. Ví dụ như một cái gì tốt đẹp đó, thì mình muốn giữ nó lại, mình muốn kéo dài ra. Uống một miếng rượu thấy ngon quá thì đúng là lúc đầu mình có thể mình uống một hớp rượu để có thể ngon, nhưng mà tự nhiên á thấy ngon cái rồi á là mình uống thêm nữa, uống cho đến cái lúc mình gục luôn. Thì như vậy là tại vì mình tham. Cho nên á, cái tham sân si á là một cái chuyện rất là bình thường. Cái chuyện đó mình có thể thấy ra. Theo thầy á thì không dùng từ thay đổi. Nói thay đổi là đúng, nhưng mà thầy không dùng từ thay đổi, mà thầy dùng từ điều chỉnh hay là chuyển hóa. Điều chỉnh hay là chuyển hóa thì đúng hơn là thay đổi. Tại vì á, khi mình thay đổi đó, tức là mình thay đổi một cái gì đó theo ý mình. Tức là mình đang như thế này, mình muốn thay đổi thành cái khác. Thầy có viết một cuốn sách đó tên là Vi Tiếu. Trong đó có một câu chuyện như thế này. Có một người vô hỏi vị thầy, nói thưa thầy là tu có phải là sửa đổi hay không? Thì vị thầy nói là không. Thì ông kia rất là ngạc nhiên. Ông mới nói như vậy có phải là không sửa đổi không? Vì đó cũng nói không. Thì cái người đó mới nói, ủa sao mà thầy nói tu là không sửa đổi, tức là nói sửa đổi thì thầy cũng nói không, mà nói không sửa đổi thầy cũng nói không, rồi tu là sao? Vì thầy mới nói rằng là nếu mà sửa đổi thì nó thành cái khác, có phải không? Mình sửa một cái này thì nó thành một cái khác, còn không sửa đổi thì nó kẹt vào cái đấy. Thì sửa đổi hay không sửa đổi vẫn là cố chấp. Nếu như sửa đổi mà có nghĩa như thế này là sai. Bây giờ cái này mình không muốn, mình cho là sai và mình không thích, cho nên bây giờ mình sửa đổi lại cái mình thích, mình cho là đúng. Nhưng mà trong này sẽ có hai lỗi. Lỗi thứ nhất là mình cho là sai, là đúng, là có đúng không, hay là mình nói theo một cái quan niệm nào đó. Cái thứ hai là mình cho cái đó là đúng, rồi mình muốn đạt được cái đúng, tức là tham. Còn mình cho cái này là sai, mà mình muốn dẹp cái sai này là sân. Bên kia là tham, còn bên này là cũng sân. Muốn dẹp cái sai này là sân, muốn được cái mà mình cho là tốt là tham. Thì như vậy là cũng chưa có tu gì cả. Thì nó vẫn, mình sửa đổi nó vẫn cứ tham sân, thì nó vẫn chưa tu. Cho nên trước hết là mình phải biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Rồi bây giờ cái thứ hai là cái gì là thiện, cái gì là bất thiện. Cái gì mà không hại mình, không hại người, cái đó là thiện. Còn cái gì mà hại mình, hại người, cái đó là bất thiện. Phải không? Đúng không? Ví dụ như bây giờ có một người nào đó làm một cái việc gì đó mà nó trái ý mình. Cái trái ý mình á thì chưa chắc người ta đã sai. Có khi mình sai cũng có, phải không? Nhưng mà họ lại trái ý mình. Bây giờ nói trái ý mình cái là mình nổi sân lên. Thì đầu tiên cái sân nó là hại mình cái này. Đúng không? Cái sân nó là hại mình đó, bởi vì đừng có tự khởi lên sân cái rồi nó hết thôi chứ có gì đâu mà hại. Đâu có gì đâu mà hại mình. Mà xem ra khi mình nổi sân lên là mình sung sướng lắm, phải không? Khi mà mình nổi sân lên được rồi mình mà làm hay là nói cái gì đó mà cho nó đã cái cơn sân của mình thì mình thấy sung sướng lắm. Nhưng mà thực ra cái cơn sân đó nó đã là hài trong cái lục phủ ngũ tạng của mình rồi.
Mà đầu tiên á, cái cơn sân á là nó hại tới tới gan trước. Lo lắng buồn phiền á thì nó hại tới bao tử. Đại khái như vậy đó, tức là nó có những cái đó nó khởi lên á thì nó hại mình. Như vậy là bất thiện. Và nó đâu có phải hại mình không đâu. Nổi sân lên bằng mình chửi người ta hay là mình đánh người ta. Chửi người ta, đánh người ta đó, tức là hại người. Và khi mình chửi người ta, đánh người ta đó, thì ở bên trong đó, là mình tự hại mình rồi. Mà đồng thời đó, là mình chuốc thêm cái oán thù của người ta. Tức là lại một lần nữa. Bây giờ không phải là tự mình hại mình mà người ta sẽ hại mình nữa. Như vậy là mình sẽ hai lần bị hại. Thì cái đó là bất thiện. Cái gì á mà hại mình hại người á là cái đó bất thiện. Mà hết mà đã hại người rồi á thì là cái đó là hại mình chứ không có lợi mình. Thí dụ như bây giờ một người ăn trộm, đi ăn trộm của người ta là hại người. Thì tưởng là mình có được thêm một cái cục vàng là về cho mình là lợi mình. Nhưng mà đó là không phải lợi mình. Lợi mình trên một cái phương diện nào đó mà mình nghĩ thôi. Chứ còn trên thực tế đó thì nó là hại mình. Chiêm nghiệm sâu xa đó thì đó là hại mình chứ không phải là lời mình. Lời là lời trên một cái phương diện mà mình nghĩ nào đó. Thành ra lời này đó chỉ là lời, cái lời mà thỏa mãn được cái ham muốn của mình mới gọi là lời thôi. Nhưng mà thỏa mãn ham muốn thì đó là hại rồi chứ không phải là lời. Nhắc lại là đúng sai có hai loại. Một loại đúng sai theo quy định của con người. Một loại đúng sai là theo với cái định luật hay là cái nguyên lý của vạn pháp. Và khi mình làm một điều vì do tham, do sân, do si mà mình làm sai cái nguyên lý của trời đất hay là của vạn pháp thì cũng là làm hại mình hại người. Cho nên đó, nó lại trở thành điều bất thiện. Có những cái sai, cái đúng nhưng mà nó chưa đến hại người hại mình đó, thì vẫn chưa. Nhưng mà thường những cái mà mình đã làm sai với cái quy luật của trời đất hay là làm sai cái quy định của con người đối với cái tục đế, tức là đối với cái đời sống bình thường ở ngoài đó, thì mình phải tuân theo cái luật mà chế định giữa cuộc đời. Nhưng mà cái người học đạo đó thì nó cao hơn một bậc nữa, là phải thấy ra được cái quy luật của trời đất nữa. Tức là cái mà cái thực tánh pháp, chứ không phải là cái mà cái pháp chế định, mà là thực tánh pháp, tức là cái thực của vạn vật, vạn pháp của trời đất. Thì cái đó mình phải là tuân theo cái luật đó. Cho nên thầy mới nói là tùy duyên thuần pháp, hoặc là nói là ở bên đạo Thiên Chúa đó thì nói là vâng ý cha. Vâng ý cha ở đây thực ra đó là tùy thuận vào cái nguyên lý của vạn pháp. Mà bởi vì nguyên lý của vạn pháp nó thể hiện như vậy thì bên đạo Thiên Chúa đó nói đó là thượng đế. Thì cái ngôn ngữ đừng không đúng quan trọng. Quan trọng là mình thấy ra cái nguyên lý. Bên đạo Thiên Chúa thì họ tin vào thượng đế, tức là tin vào pháp nó là như vậy, cho nên mình phải làm theo. Còn bên đạo Phật á, tức là mình thường phải sáng suốt, định tĩnh trong lành, hay là mình thần trọng chú tâm quan sát để mình thấy rõ ra. Thí dụ như một cái người mà họ quan sát, họ trồng cái hoa cúc này, họ quan sát, họ biết hoa cúc là nó sẽ lúc nào thì nó ra bông bao nhiêu ngày thì nó tàn. Thì khi cái hoa mà nó tàn thì họ cũng biết rõ thôi. Thậm chí họ còn biết cái tàn, cái nợ cái tàn đó để họ làm cái vụ khác. Ví dụ như cái vụ này nợ xong rồi họ bán rồi thì họ đã mới trồng cái vụ khác để mà nó kịp thời. Tức là nếu mà họ thông hiểu được cái bản chất của cái hoa cúc ấy, thì họ có thể đem sử dụng. Bây giờ này, đem sử dụng cái này ấy, thì nó sẽ ra thiện hay bất thiện. Ví dụ bây giờ mình đem cái hoa cúc này ra mình trồng, mình làm đúng cái nguyên lý của trời đất, nhưng mà là mình lại bán các cỗ để mà lấy tiền người ta,
thì lúc đó nó lại trở thành bất thiện. Có khi đúng mà bất thiện, phải không? À, có khi đúng mà bất thiện. Nhưng mà nếu như một người thấy người ta cần hoa để mà làm những cái lễ cưới hay là những lễ dỗ, hoặc là đem cúng Phật hay là đem cúng nhà thờ, thì mình đó là trồng hoa để mình cung cấp cho người ta, trồng sao cho tốt để cho cung cấp cho người ta, để người ta mua rồi mình bán với cái giá vừa phải để mà có cái lợi nhuận để mình sống, nhưng mà đồng thời mình cũng cung cấp cho người ta, thì như vậy là lợi mình lợi người, hay là ít nhất là không hại mình không hại người, thì như vậy tức là điều thiện. À, khi mà mình biết được cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thiện, cái gì là bất thiện rồi á, thì lúc đó đó cái việc tu mà bây giờ mình nói sửa đổi cũng được, hay là mình nói cái gì cũng được, nhưng mà theo thầy á là điều chỉnh, dùng chữ điều chỉnh. Tu là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tại sao gọi là điều chỉnh nhận thức và hành vi? Bởi vì á mình có thể sai, ban đầu mình có thể sai. Thí dụ như mình tưởng đâu thấy cái cục lửa đẹp quá, cái mình bóc mình chơi, tức là sai, phải không? Nhưng khi mình bóc cái lửa rồi cả thì lửa là phỏng tay. Không phải vì mình bóc cái lửa rồi cái tay mình phỏng rồi thì mình ghét cái lửa, từ nay về sau là mình cứ gặp lửa đâu là mình dập đó. Không phải như vậy. Mà là mình nhờ cái mà mình bóc cái lửa mà sai, sai cho nên nó phỏng tay á. Do đó mà mình biết được là lửa là nóng. Khi kia mình chưa biết là lửa là nóng, tức là mình nhận thức sai. Bây giờ đó mình biết lửa là nóng, tức là mình đã nhận thức đúng. Khi mình nhận thức đúng thì mình sẽ điều chỉnh lại hành vi, tức là mình không còn bóc lửa mà chơi nữa, thì đó là điều chỉnh hành vi. Như vậy tu đó là điều chỉnh nhận thức và hành vi ngay trên sự kiện thực. Nhớ cái mà ngay trên sự kiện thực đó nè. Còn mình á thì thường thường á là mình theo một quan niệm. Ví dụ như mình cho một điều thiện mà theo một quan niệm nào đó là cho là thiện. Lúc đó mình cứ làm theo cái mà mình cho là thiện á thì chưa chắc đã là thiện. Cho nên á cái thiện và bất thiện này á là cái thiện và bất thiện theo chế định. Do đó nó là tương đối. Cho nên nếu mà mình làm theo một cái quan niệm để mà nói là thiện hay ác, đúng hay sai á, thì vẫn là chưa phải. Mà là mình phải thấy cái thiện, cái ác, cái đúng, cái sai ngay trên cái hiện trường, ngay trên cái thực tại, ngay trên cái sự kiện thực. Và chỉ có trên sự kiện thực tại đây và bây giờ mà thấy đúng sai hay là thiện ác mà thôi. Như vậy á thì điều chỉnh nhận thức và hành vi là điều chỉnh nhận thức và hành vi trên sự kiện thực, chứ không phải là điều chỉnh nhận thức và hành vi theo một quan niệm, cho dù đó là quan niệm Phật giáo. À, nhớ cho kỹ chuyện đó nè. Tại vì sợ gì những cái người ta chưa nhận thức ra được điều này, cho nên người ta phải theo một cái số quy định mà Phật giáo đưa ra. Nhưng mà trong Phật giáo nó cũng chia ra rất rõ, có những cái Phật giáo đưa ra nhưng mà đó là chế định thôi. Chế định này là tạm thời, để cho những người nào mà không phân biệt được đúng sai gì cả thì tạm thời phải áp dụng theo đó để mà làm cái đã. Cũng giống như mình dạy con nít, dạy con cái mình lúc còn nhỏ thì mình nói là con không được làm cái này, con không được làm cái kia. Nhưng mà khi nó lớn lên rồi á, mà nó thông minh sáng suốt để nó biết cái nào đúng cái nào sai, thì là nó phải là để cho nó hoàn toàn tự do nhận thức ra, để nó tự điều chỉnh nhận thức và hành vi. Thế còn nếu mà mình vẫn là ở trong quy định như thế này, quy định trong thế kia đó, thì cái cuộc đời này nó mới sinh ra đau khổ. Quy định thế này, quy định cái kia, anh sai là tôi mới đúng. Cái đúng sai đó là cố chấp. Không phải là như vậy, mà mình phải dựa trên cái thực. Luôn luôn đúng sai là phải ngay trên cái thực đó. À, vì vậy cho nên á, tất cả các cái pháp mà đến với mình á, là mình phải sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là thần trọng chú tâm quan sát ngay tại đó thôi, chứ không phải là mình theo một cái bạn hay là một cái quy tắc nào mà ai đưa ra. Cái mà đưa ra đó, tất cả những cái đưa ra mà quy định đó đều là tương đối.
thì cái lúc đó cái tốt đó, nó không còn trên cái sự kiện đó nữa, mà lại cao hơn một bậc, đó là do cái tâm mình. Lúc đó cái thiện ác nó không phải trên cái sự kiện, không đánh giá trên cái hình thức của sự kiện, mà đánh giá trên cái tâm của mình phát ra khi đó là thế nào. Để thầy kể một câu chuyện như thế này. Có một vị tỳ kheo tên là Vakkali. Cái vị này là bị bệnh và ghẻ lợ đầy mình, hôi hám, và đã đến cái lúc mà chỉ có chờ chết thôi, chứ còn không có cứu chữa gì được. Và mà bản thân thì vừa hôi hám vừa đau nhức, rất là khó chịu. Mấy người đệ tử của vị đó là phải chăm sóc mà rất là cực khổ. Mà cái thời đó, cái thời Đức Phật thì thời đó là chưa có thuốc men gì, chưa có thuốc giảm đau, chưa có cái gì hết trơn á. Cho nên cái thời đó mà đệ tử là chăm sóc là vô cùng là mệt. Mà cái vị tỳ kheo Vakkali này cũng biết cái điều đó, nhưng mà chết làm sao chết. Thì Đức Phật á, ngài mới đến và ngài mới nói, ngài mới hỏi: này Vakkali, nếu mà Như Lai hỏi ngươi thì ngươi có thể là đủ sáng suốt để mà trả lời những câu hỏi của Như Lai không? Nói dạ có. Vậy thì nghe Như Lai hỏi và trả lời, tức là thấy như thế nào thì trả lời như vậy. Thì Đức Phật ngài mới nói là: này Vakkali, cái sắc tức là cái thân sắc này, sắc á là thường hay vô thường? Thì ngài Vakkali mới trả lời là: bạch Đức Thế Tôn, sắc là vô thường. Này Vakkali, cái gì là vô thường thì cái đó là khổ hay là lạc? Bạch Đức Thế Tôn, cái gì vô thường là khổ? Cái này là ông đang chứng nghiệm cái cơn đau là đang khổ rồi, cho nên hỏi tới khổ là đúng quá rồi. Cái gì vô thường là khổ? Cái gì là vô thường là khổ theo cái định luật của nó? Vậy thì cái đó có phải là ngã, cái đó có phải là ta, của ta hay từ ngã của ta không? Thì Vakkali nói là không. Rồi Đức Phật ngài hỏi qua những cảm giác, tức là thọ, rồi tưởng, tức là cái biết, hành, tức là những cái phản ứng của nội tâm, rồi thức, tức là cái mà ghi nhận cái kinh nghiệm của cái sắc thọ tưởng hành đó, gọi là thức. Thì ngài hỏi hết cả năm cái thì cái ngài Vakkali đó liền đắc quả vị A La Hán. Thì Đức Phật ngài đi về. Đức Phật ngài đi về đó thì lúc đó có một vị chư thiên đến mới bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, Vakkali muốn từ bỏ cái xác thân này. Và nếu như Vakkali từ bỏ cái xác thân này thì vì đó sẽ là nhập niết bàn và giải thoát hoàn toàn. Đức Phật ngài ghi nhận điều đó thì ngài mới biểu chư tăng: này các tỳ kheo, hãy đến nơi chỗ Vakkali. Thì vì đức đó ngài biết rồi, ngài ở đây mà ngài biết là ông Vakkali là coi như tự sát. Theo luật á, thì sát sanh là thì không được rồi nè, phải không? Nhưng mà tự sát cũng không được. Tự sát thì không phải là sát sanh, nhưng mà tự sát cũng không được. Tự sát cũng vẫn là phạm một cái giới hành ác. Theo luật là nếu một cái vị mà sát sanh với một cái tâm sân á, tức là mình loại bỏ cái thân của mình mà với tâm sân á, thì là không được. Nhưng mà ở đây cái vị này không phải loại bỏ cái thân mình với cái tâm sân, mà vị này đó là loại bỏ cái thân này bởi vì thấy nó vô ích. Đối với mình á, thì bây giờ mình đã giải thoát giác ngộ rồi thì cái thân này nó chẳng có nghĩa gì đối với mình cả. Nhưng mà nếu như mà nó mạnh khỏe thì mình còn là đi hoằng pháp, mình còn lợi ích chúng sanh. Còn bây giờ cái thân này chỉ là một cái thân mà bây giờ hôi thối, mà đi đứng cũng không được, không làm gì được cả. Nhưng mà nếu mình còn tiếp tục mà cứ để như thế này mà sống thì đệ tử rồi này kia nó lo mệt thế thôi, chẳng có lợi ích gì cả. Cho nên là ngài từ bỏ cái thân, mặc dù không phải là sát sanh, nhưng mà một vị mà
Một cái người mà giác ngộ đó thì người ta một hành động nhỏ nhặt mà sai đó người ta cũng không làm. Nhưng mà vì này làm thì Đức Phật Ngài lại chấp nhận. Ngài chấp nhận bằng cách là Ngài lặng lẽ, Ngài không cản trở. Ngài biết rằng là cái vị này sẽ là tự tử, nhưng mà Đức Phật Ngài cũng không cản trở. Chư Thiên họ cũng không cản trở, vì Chư Thiên họ biết rằng là vị này làm điều đó là đúng. Và làm điều đó không những đúng, mà nếu nói theo nghĩa đời đó, đối với một vị thánh thì không còn nói đúng sai thiện ác nữa, nhưng mà đối với nghĩa đời đó thì đó vẫn là một hành động thiện. Bởi vì cái hành động này đó là hành động là không còn hại mình hại người nữa. Vì vậy cho nên đó, bây giờ mình nói giới sắc sanh thì cũng không có cái gì là nhất định hết đó. Đó chỉ là cái điều quy định thôi. Làm sao mà đúng và tốt là được. Mục đích của tất cả các cái quy định của giới là để cho mình làm đúng và tốt. Thế bây giờ mình làm gì mà nó đúng tốt là được? Tức là cái người chưa có nhận thức được á, thì Đức Phật Ngài mới nói rằng là phải đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng nói dối, đừng uống rượu. Tức là khi mình chưa có đủ sức để mà nhận thức. Còn khi mình đủ sức để nhận thức rồi á, thì tất cả những cái đó, cái người mà giác ngộ nó đã vượt qua khỏi cái đó rồi, nó vượt ra khỏi cái đó. Do đó đó, cái sự thay đổi cũng không phải là một sự thay đổi theo một quy định, mà là thay đổi do thực sự nhận thức lúc đó là nên làm hay không nên làm. Ngay lúc đó thôi. Cho nên ấy, chân lý chỉ có tại đây và bây giờ thôi. Chứ chân lý không phải là áp dụng một cái đã quá khứ, không phải là áp dụng một cái mẫu mực nào đó mà mình cứ phải tuân theo. Cho nên là lúc đầu đó, Khổng Tử là một cái người rất là thông minh. Theo cái quy định của cuộc đời đó là nói là con phải thế này, cha mẹ phải thế kia, chữ hiếu là thế này, hiếu thảo là sao, quy định ra đủ thứ hết. Nhưng mà người sau á là bị kẹt vào đó, bị kẹt vào chữ hiếu, bị kẹt vào cái quân quân thần thần phù phù tự tự. Đâm ra đó là nó không còn cái đúng cái sai, cái thiện cái ác một cách tự nhiên nữa. Đúng sai thiện ác là phải có đủ trí tuệ. Mà muốn có đủ trí tuệ đó thì phải thần trọng chú tâm quan sát, phải sáng suốt định tĩnh trong lành, để mà xem ngay tại đó điều đó đúng hay sai mà thôi. Còn mình đó thì thường thường đó, cái thay đổi của mình đó là một cái thay đổi sai lầm. Đó là mình thích một trạng thái nào đó, mình cho là đúng, là tốt, mình cố gắng mình rèn luyện để đạt được cái đó. Thực ra cái đó nó vẫn chưa phải là rốt ráo, cái đó vẫn là làm theo ý của mình. Mà hãy làm theo ý của mình thì vẫn còn nằm trong tham sân si. Cái đúng cái sai nó chỉ qua là thôi, ngay tại đây và bây giờ nó đúng và thiện. Nhưng mà nếu mình vẫn cứ lặp đi lặp lại cái đúng và thiện đó, có khi nó trở thành là sai và bất thiện. Vì dễ sợ như vậy đó. Đúng sai từng lúc, chứ không phải đem cái đúng sai vừa hồi nãy đem áp dụng vào cái này là sai. Thành nó chỉ đúng sai từng lúc, chỉ đúng sai trong tại đây và bây giờ mà thôi. Muốn biết đúng sai tại đây và bây giờ, không theo bất kỳ một quy định nào khác hết á, mà chỉ là thấy ra đúng sai tại ngay đây và bây giờ. Mà như hồi nãy thầy nói đó, tức là đúng với quy luật của Pháp. Còn tốt tức là không hại mình hại người. Tức là nếu mà cái nguyên tắc là cái nguyên lý, cái nguyên tắc nó là như vậy, thì mình chỉ nắm cái nguyên lý nguyên tắc đó thôi, chứ không phải là mình nắm bất kỳ quy định nào. Nếu như mình nói rằng tôi bây giờ tôi đã hiểu đạo rồi, rồi bây giờ mình cứ sống dễ vui thoải mái là cũng sai. Tức là không có cái gì mà mình kết luận cả. Mỗi lúc mỗi khác, có lúc thì mình vui cười được, có lúc mình phải nghiêm chỉnh. Tức là tất cả đều là du di. Chừng đó là hoàn toàn là đúng hay sai, thiện hay ác á, nó nằm ở đó thôi, chứ không phải là do quy định. Tức là đến một cái mức nào đó đó, cái minh đó, nó giúp mình là nhận thức đúng. Nhận thức đúng là gì? Nhận thức đúng là điều chỉnh lại cái sai. Tức là mình làm một cái gì đó mà nó sai, cho nên qua cái sai đó mình mới nhận thức lại được cái đúng. Khi nhận thức lại cái đúng đó, thì tự nhiên mình điều chỉnh cái sai đó.
Và cái sai đó nhớ rằng là sai đúng đó là chỉ có sai đúng tại đây và bây giờ mà thôi. Thì lúc đó đó, lúc đó cái sự tu tập của mình nó mới là đúng. Còn nếu không á, mà mình cứ bị cái phương pháp này hay là cái bản giá trị kia hay là cái này cái nọ đó, mà cứ mình cứ áp dụng cả đời như vậy á, là không được. Có những cái mình áp dụng cả đời mà nó sai thêm. Thí dụ như bây giờ một cái pháp mà rất tốt, đó là pháp ăn chay chẳng hạn. Ăn chay là rất tốt. Nhưng mà nếu mình bị kẹt vào cái ăn chay để gây trở ngại cho cái chuyện này, trở ngại cho chuyện kia đủ thứ hết á. Trong nhà là chồng cũng không ăn chay, con cũng không ăn chay, nhưng mà vợ đi chùa là ăn chay, là về nhà nó trở ngại đủ thứ. Thì như vậy cũng chưa chắc cái đúng đó đã là thiện. Cho nên không có một cái gì mà quy định hoàn toàn. Hay cái gì mà mình đã tin rằng cái đó là đúng rồi, bây giờ mình cứ làm bừa thôi là cái đó là sai rồi đó. Mà là một người phải có đủ cái bén nhạy của cái trí tuệ để mà thấy cái đúng cái sai trong từng trường hợp một. Chứ không có nói là hết bây giờ tôi đã làm như vậy rồi là tôi đúng cả đời rồi đó, là không phải. Và lúc đó khi mà mình đã cho là đúng rồi mà mình không cần phải là xem lại trong từng trường hợp tại đây và bây giờ, thì cái đúng đó coi chừng sẽ là trở ngại cho cái đúng thật. Vì cái đúng đó chỉ là một cái đúng quy định. Và khi mà mình đã theo một cái đúng mà quy định rồi thì mình sẽ lười biếng để mà thấy ra cái thực. Nếu mình đã cho rằng cái đó đúng rồi và mình chỉ việc làm theo thôi thì coi như mình lại rơi lại vô minh rồi đó. Nhớ dùng cái đó đó. Bởi vì minh là nó phải sáng suốt từng lúc, mỗi nơi, mỗi lúc. Theo dịch lý thì người ta gọi là thời vì trung chính. Thời vì trung chính tức là không có cái đúng nào mà cái đúng quy định hết, mà chỉ có tại đó, tại đây và bây giờ là đúng hay không mà thôi. Khi mà tại đây và bây giờ mà đúng thì gọi là thời vì trung chính. Qua cái thời vì khác một cái là sai đó. Thí dụ như bây giờ mình bằng cái bếp ga lên và nó nóng lên 100 độ là nước sôi. Thì lại ra nước sôi á là mình tắt lửa đi để mà mình lấy nước ra để mình chế trà là được rồi. Nó chỉ đúng đang đó thôi. Bây giờ mình lại là cứ để tiếp tục thì một hồi là nó bay hơi hết trơn là nước, nó cháy luôn cả cái âm nước của mình luôn. Phải không? Như vậy là nó sai rồi. Nó chỉ đúng một chút ngang lúc đó thôi. Cho mà thêm một chút nữa là sai rồi. Bây giờ mình kho một cái nồi kho, nó tới vừa ngang đó là nó chín là vừa. Mà nó chín thêm một chút xíu nữa là hư cái nồi kho nó rồi. Cho nên cái điều chỉnh đúng sai này này là điều chỉnh nó giống như vậy đó. Chứ không phải mình cứ nói là tới ngày đó mà đúng rồi là bây giờ mình cứ để vậy mình làm thôi đó, là nó sẽ qua sai một cách dễ dàng. Một cái qua sai này đó, là một cái qua sai rất là nghiêm trọng. Bởi vì nó trở thành thói quen, và thói quen chính là vô minh. Thói quen tức là mình không cần phải xem xét gì nữa. Tức là bây giờ mình cứ làm thôi chứ mình đâu cần phải là sáng suốt để mình nhìn gì nữa. Cho nên đó, có những cái mình đúng và mình đúng mà cứ cho là như vậy đúng rồi mà cứ áp dụng ngày nào cũng làm như cái máy vậy đó, thì lúc đó nó đang trở thành sai. Tu hành là phải biết rõ cái điều đó. Chứ còn nếu không á là coi chừng mình theo một cái đúng thiệt là đúng, nhưng mà bây giờ nó thành sai hồi nào đó, từ lâu rồi, nó đã sai từ lâu rồi mà mình không biết.